Xin thân ái mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, có làm cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép hàng nhờ cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy bo cô chú anh chị ha. À, mức giá siêu đãi luôn cô chú anh chị ha, không tàn thông nè. À, hàng lấy bo ok nha cô chú anh chị. À, rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip để gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi, mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Thì tiếp tục đến kênh cùng giao lưu với cô chú anh chị mình lô siêu bông Sài Gòn và nhị ngọc tròn ha. Vì cho cô chú anh chị mình lấy bo mình ghép cho cô chú anh chị. Thì giờ một cây đầu clip là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Dạ, cây này cái củ quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái này cái tàn cũng rất là đẹp luôn ha. Cô chú anh chị. Bình thân của cây là được 20 nha. Rồi. Củ đặc là được 30. Rồi. Đế sỏm ha cô chú anh chị. Cái tàn này lấy bo nhiều lắm nha, mấy trăm bo dư sức nha. Chiều cao là được 92. Rồi. Tán ngang là 90. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 1.400.000 nha. Rồi 1.400.000 mình bao ship ha. Dạ đúng rồi. Rồi, cái này là giống nha, siêu bông Sài Gòn này là giống ở của chú Sáu Bình Dương đúng không bạn? Đúng rồi, giống này là của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Rồi, giống siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Là cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Bảo hành giống. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12T cũng dạ. Là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Cây dạ. Này giờ lấy bo ha. Coi lại ha. Dạ. Này em thả ha, cho cô chú anh chị ha. Lấy bo mình ghép á. Dạ. Bình thân là được 21. Bo giả trơn nha cô chú anh chị. Chiều cao 76. Tán ngang 58. Rồi cái siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị giá là 700.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha mình. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 13T, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ. Bình thân là được 20. Rồi, cái này có đế nha cô chú anh chị ha. Củ đặc là được 33. Rồi. Chiều cao là 95. Tán ngang 92. Rồi cây siêu bông Sài Gòn mã số 13T giao lưu cô chú anh chị giá là 900 nha. Rồi 900.000. Rồi. Đổi cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo cây mã số 14T cũng rồi. Là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Cây này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Bình thân ở điểm này là được 22. Củ đặc là được 32. Rồi. Cây nó già lên nụ hết trơn cô chú anh chị. Chiều cao là 1m05. Về mình test bông thoải mái nha. Tán ngang 72. Rồi. Rồi cái siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.100.000 nha. Rồi 1.100.000 ha. Dạ rồi. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 15T. Rồi 15T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn. Bình thân là được 23. Rồi. Củ đặc là được 30. Rồi, nốt nụ nè cô chú. Chiều cao 92. Tán ngang 90. Rồi. Rồi cây siêu bông Sài Gòn mã số 15T giao lưu giúp cô chú anh chị mình. Giá cũng chỉ là 1.100.000 luôn nha. Rồi, mình đổi. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 16T. Rồi 16T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Bình thân là được 19. Chiều cao 85. Tán ngang 66. Rồi. Rồi cái siêu bông Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 750.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 750 ha. Rồi. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 17T, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Bình thân là được 20. Rồi. Củ đặc là được 29. Chiều cao 72. Tán ngang 80. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 800 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18T, cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc thọ hương ha. Bình thân là được 19. Bình thân 19. Cái này bo già lên nụ rồi. Chiều cao 1m20. Này nắng quá bông héo trơn của chú anh chị. Tán ngang là được 90. Rồi. Rồi cái cúc họ hương này ha, em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.000.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 1.000.000 bao ship luôn các bạn ha. Rồi. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 19T, cũng là một cây nhị ngọc tròn nha cô chú anh chị. Cây này thì có mặt hoa sẵn chay cho cô chú anh chị mình xem đây nè. Này bông gì héo ha. Còn mấy cái búp này nè, giờ cô chú anh chị mình cắt bo mình ghép rồi mình sẽ thấy được cái mặt hoa nó không. Bo già lắm nha cô chú anh chị. Nụ cực kỳ nhiều luôn ha. Rồi, thông số luôn nha bạn. Rồi.
Cái này tàn quá trời, cái tàn. Bình Hân Hòa được 19. Rồi. Chiều cao là 74. Cái ngang là 60. Rồi cái nhiều cục tròn này giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 1.300.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 20T, cũng là một cây giảo đa phúc nha cô chú anh chị. Rồi, giảo đa phúc ông rất là to và đẹp ha. Rồi, cây này đế bàn luôn cô chú anh chị ơi. Đế bàn ha. Đế bàn bỏ đều luôn cô chú anh chị. Bỏ đều luôn. Rồi, bình thân cái điểm này là được 22 nha. Rồi. Chiều cao là 1m03. Tán ngang 64. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 850.000 bao phí ship luôn. Rồi. Thì cây mã số 20T cũng là một cây clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là Việt Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ha. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam kính chúc toàn quận thể quý cô chú anh chị gần xa mình được một năm an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình.